Xin chào cả nhà, bầy con của con ngầu hôm nay đã được 26 tháng. Không, lộn, 26 ngày tuổi chưa đầy 1 tháng. Bà con coi con Miêu nó ăn cơm trong khay nè, giỏi chưa? Con Miêu, con vui, con đại ca là rất là xuất sắc luôn. Còn riêng một mình con Quạo nó còn rất là gà mờ, chưa có ăn được nhiều. Chưa đầy 1 tháng đã biết ăn, mà biết vô khay ăn luôn, ăn trong chén luôn. Cách mình tập cho mấy đứa này ăn mình có up ở bên cái nick Khế Idol nha. Mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả video này. Bạn nào muốn tập cho mèo ăn á, muốn tham khảo cách mình tập ăn như thế nào, các bạn bấm vô coi nha. Còn cái vụ nó đi vệ sinh trong thau cát thì mình đang tập nha mọi người. Tôi đợi nó ị ra xong rồi tôi lấy phân của nó tôi bỏ trong cái thau cát. Mà canh hoài canh không kịp với ngầu. Nó ị bao nhiêu mẹ nó ăn hết bấy nhiêu. Bà con nhìn cái chuồng này nè, có giống một căn nhà đầy đủ điều kiện vật chất không? Cái giỏng coi như cái phòng ngủ đi. Nó cái nhà vệ sinh là cái thau đỏ đó, còn cái bếp ăn là chỗ con Miêu đang ăn đó. Có xe tải đậu bên hông nhà luôn. Cái nhà này là nhà giàu luôn á. Nhà đầy đủ điều kiện luôn, ghê chưa? Mà sao ngầu nha, có điều kiện như vậy mà cái mặt con ngầu nó vẫn ngầu. Cái nhà này á, tôi thấy còn thiếu hai cái. Một là cái quạt máy, hai là cái tivi. Nằm ở nhà coi phim chống dịch đã luôn. Giờ mấy đứa này đói bụng là biết tự kiếm cơm ăn. Nhưng mà còn hơi lọng cộng nha, còn đạp lên cơm. Từ từ đâu cũng vào đấy thôi. Mà tôi không hiểu sao quỷ ngầu này nó dạy con hay ghê trời. Nó nói nó kêu con nó làm sao mà bốn đứa không con nào chịu ra khỏi chuồng hết trơn á. Tụi nó coi cái chuồng là một cái nhà sinh hoạt luôn. Ăn, ngủ, giỡn hết gì nằm ở trong chuồng hết. Nó không thèm bước ra. Nó coi ở ngoài gạch giống như ngoài đường lộ vậy đó. Nhìn lóng ngóng rồi đi vô à. Bây giờ nhìn cái chuồng này y chang một cái ngôi nhà cho tụi nó sinh hoạt luôn. Bếp ăn nè. Cái thau đỏ là nhà vệ sinh nè. Cái giỏng là cái phòng nha bà con. Coi như cái phòng ngủ đi. Còn con đại ca với con Quạo. Đây đại ca với Quạo đang ngủ đây. Gì ghê vậy? Đại ca ngủ mà nằm mơ thấy đang đánh lộn hay gì đó nha. Đúng là đại ca có khác. Coi ngủ kìa trời ơi. Ngủ nằm ngửa không ta ơi. Con mắt đại ca bữa nay màu gì rồi? Cũng còn xanh non. Mấy con mèo con á, con mắt con nào nó cũng xanh hết trơn á. Nửa lớn á, nó mới chuyển sang bình thường lại. Còn con Quạo. Con Quạo này nó nằm mơ nó đang múa ba lê hay gì trời. Quỷ ngẫu để con toàn thứ dữ không mà trời. Một đứa thì diễn viên múa ba lê nha. Còn con đại ca võ sư nha. Võ sĩ đạo nha. Ủa? Thất rồi đó hả? Bây giờ tôi sẽ trang bị thêm hai cái món đồ cần thiết cho tụi nó. Một là cây quạt gió, để đây. Hai là cái tivi để coi phim. Đó, tivi đó mọi người thấy không? Tivi bằng màn hình điện thoại luôn. Tôi đang mở hình ảnh về cái chung cư đó mọi người. Cái chung cư của ông có ngoại quách què của nó để lại đó. Cái con đại ca này nó không có ghiền phim nha. Nó không có tò mò về phim ảnh nhiều. Nó chỉ tò mò cái quạt máy thôi. Mà công nhận nha, mấy đứa cháu này nó mắc dạy dễ sợ. Phim chiếu về ông ngoại của nó mà nó không thèm coi luôn. Ê ê, có đứa chịu coi kìa. Đứa nào chịu coi thì đứa đó sau này sẽ theo Khế Thúi nha. Con vui. Con vui nó coi Khế Thúi kìa bà con ơi. Ồ ghê vậy. Nó khiệu Khế luôn kìa. Vậy là idol Khế Thúi cũng có một đứa cháu ngưỡng mộ nha. Con vui nó dán con mắt nó vô màn hình luôn rồi kìa. Vậy là idol Khế Thúi dù sao cũng có đứa cháu hâm mộ nha. Cái nhà này là đủ điều kiện vật chất hết trơn luôn. Quạt máy, tivi. Nhưng mà còn thiếu một thứ thông dụng nhất cái nhà nào cũng phải có. Đó là cái ghế với cái bàn. Nó coi tivi nó ngồi vậy kìa. Rồi bây giờ tới đại ca ăn cơm nè. Vậy là Miêu, vui, đại ca đều ăn cơm hết. Còn duy nhất con Quạo thôi. Còn cái võng tôi dâng cho mèo con nằm đó, dù sao cũng phải cảm ơn con Khế. Nhờ con Khế nó chui vô cái võng nằm, làm cho cái võng giãn ra. Do đó cái võng nó càng bự hơn, con ngầu nó chui vô dễ ẹt luôn. Con Khế nó bự hơn ngầu biết nhiêu mà. Nè giờ coi nè. Con ngầu nó chui vô nằm chung với bè con nó bình thường. Mình cảm thấy mình quả là thiên tài luôn đó. Mình chỉ bỏ 1 phút mình chế cái võng này thôi mà 5 con mèo vô nằm bình thường. Một mẹ 4 con nằm trong một cái chuồng nhỏ xíu như vậy nè. Cái chuồng này đúng ra nó không có bự đâu, nó vừa phải thôi. Mà để trong cái góc nhà mà 5 con mèo nó dính chung một cái võng. À quên, nhờ sự giúp đỡ của Khế Thúi nữa. Lúc đầu mình làm cái võng nó không có bự vậy đâu bà con, nó nhỏ xíu à, vừa đủ mấy mèo con nằm thôi. Nhờ con Khế này nè, nó đưa cái thay mập của nó vô, nó nằm vô một cái võng giãn ra luôn. Nhờ như vậy mà cả đám vô nằm được. Lúc đầu tôi làm võng là tôi không có nghĩ cho mèo bự nằm đâu, chỉ cho mèo con nó leo lên leo xuống thôi.
mà ai già, vừa được cả mẹ lẫn con. Thấy vậy khế thú này nó cũng giỏi quá ta. Cái này là vô tình hay cố ý không biết nữa. Lúc đầu tôi cột cái giọng nó không có sâu vậy đâu. Lúc đầu cái giọng nó vừa hẹp mà vừa ngắn nữa. Quỷ khế nó chui vô nó nằm một cái hả, cái giọng nó thòng xuống rồi giãn ra thêm. Mà không ngờ, thiệt chứ cái này nhờ con khế nha bà con. Đúng là nhờ con khế đó. Bởi vì cái nhà này không có cái gì mà không có qua tay khế hết trơn. Chỗ mẹ con người ta đang ngủ, nó vô nó liếm mèo con tỉnh bơ luôn. Đúng là cái nhà này nó là có quyền nhất nha. Nó muốn đi đâu nó đi, muốn làm gì nó làm. Nếu mà tụi nó quen ở trong chuồng vậy đó, không chừng nữa tôi sẽ xây cho mấy mèo con này một cái chuồng riêng. Mà cái chuồng đó phải bự hơn nha. Để coi tình hình sao đã. Tôi thử mở cái video gia đình đang ngồi ăn uống cho mèo nó coi. Nó chạy hết trơn luôn. Cũng như mình con người nè, mình coi video của mèo cái mình xả chép nha, thoải mái vui vẻ nha. Còn mèo nó coi video của người nó sợ nó chạy. Tại vì tôi tính mở mấy cái tiếng người nè, tiếng đi qua đi lại và tiếng xe ồn ào đó cho nó nghe nó quen. Để sau này mà có thay đổi môi trường hay là có người đi qua đi lại thì tụi nó cũng quen rồi, nó bớt bị hoảng. Tính vậy đó. Mà chưa gì hết mới nghe tiếng xong chạy hết trơn, còn mình đại ca. Mà thôi nãy giờ giỡn thôi. Tôi cất cái điện thoại tôi vô rồi, để ra ngoài quỷ khế nó ngứa tay á, nó dọc cho banh điện thoại tôi luôn. Và bây giờ chúng ta hãy xem lại một ngôi nhà bé bé xinh xinh của một người mẹ và bốn đứa con. Dẹp bớt cái tivi rồi. Cái tivi nguy hiểm lắm, nó phá banh cái là tốn tiền mua điện thoại mới mệt lắm. Mèo mà biết coi tivi cái gì. Có cây quạt nè, khi nào nực thì mở quạt lên, còn lạnh thì đắp mền. Còn riêng con khè hôm nay nó lạ lắm nha. Nó cứ để cái chuồng hoài luôn. Tôi đang đứng ở ngoài cửa tôi hóng vô đó nha. Nó cứ kiếm chuyện nó đi vòng vòng cái chuồng hoài à. Bình thường nó không có chịu đi đâu. Bình thường con khè nó bước tới đây thôi là nó không chịu rồi, nó khèm lên hết trơn á. Còn bây giờ nè, giả bộ đi qua đi lại chơi với thằng khế. Rồi xong cái quay qua hóng cái chuồng. Không biết nó đang đĩa cái gì nữa. Có khi nào nó đĩa cây quạt gió hay là đĩa cái giỏng không ta? Có thể nó đang đĩa cái giỏng đó. Con mèo thấy vậy nó khoái đồ chơi lắm. Ở nhà mà có cái gì mới mới là bắt đầu nó muốn lại nó dọc nó phá à. Mà tại cái chuồng này con khè nó không ưa, cho đó nó mới không có vô thôi. Chứ trong chuồng này mà toàn là mấy đứa nó quen biết, còn con khè nó vô nó giành nó quậy cho bà con coi. Con khè nó ham hố đồ chơi lắm. Hồi đó con ngầu nó chưa có đẻ đó, tôi làm cái chuồng này nè, con khè nó vô nó giành nằm hoài. Bởi vì ở nhà mà có đồ chơi mới mà con khè nó đĩa là chuyện bình thường. Không chừng sau này mua đồ chơi cho mèo con á, cái con khè nó nịnh mèo con để được chơi đồ chơi đó nha.